Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió tiếp tục yếu đi và nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía nước ta. Cả miền Bắc đều có được trạng thái tạnh giáo và có nắng. Nắng nóng sẽ xuất hiện ở thủ đô Hà Nội, khu vực Nam Đồng Bằng và lan sang cả khu vực Hòa Bình và phía Nam của Sơn La với mức nhiệt dao động từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các nơi khác của Bắc Bộ dù chưa đạt ngưỡng nắng nóng nhưng vẫn có nắng cả ngày, trời oi nóng với mức nhiệt từ 31 đến 34 độ, có nơi xấp xỉ ngưỡng 35 độ. Trong ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây cũng tác động tới các tỉnh thành ở miền Trung, vì thế ở đây sẽ có nắng cả ngày. Nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 37 độ. Riêng các huyện vùng núi phía Tây như tại Hương Khê, Đồng Hới, Đông Hà và cả Tuy Hòa đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trên 37 độ. Thời gian nóng sẽ kéo dài từ 12 đến 16 giờ. Cùng với nền nhiệt độ tăng cao là độ ẩm không khí giảm thấp ở mức từ 50 đến 55% nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng có nắng nóng nhưng không gay gắt, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 32 đến 35 độ. Nắng cũng xuất hiện ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều, sau đó trời chuyển mây nhiều hơn, nắng yếu. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Từ khoảng sau 15 giờ chiều trở đi, cả hai khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió hướng Tây đến Tây Nam cường độ ở mức cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Còn ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam ở mức cấp 4, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.